thật đấy, không phải không đâu. để đây thấy cái người gì đủ cả nữa, không có lo cái gì cả. Chỉ thiếu cái gì thầy cứ bảo chỉ có đây sao phòng đây đang ăn đủ được, cứ mình cứ tập dân để ăn uống để bây giờ được tập. Nên nếu hay là cái ăn một đường bữa rồi hay rồi, lâu rồi. Mà bây giờ cái ngủ này nó chưa quen. Đây là ăn ngủ được cứ bởi vì cái thời gian tập dân. Cho nên thì thế bây giờ được tắm được. Cho con cái ấm để nấu nước. Không có rồi, có rồi. Cần cái gì thì thầy cứ yên tâm cứ hỏi. Có hết mà. Mình mới chưa quen ở đây. Chưa quen môi trường sao? Đây là cái thứ nước ăn nước. Nó hơi nghiêm ngặt tí chứ mình tập dân. Ăn ngủ được cứ mà. Ba cái đó thì bây giờ được tắm được. Còn mình ăn ngủ cứ nó không không có có đồ lượng thì không thể nhiệt được đâu nhá. Con cần cái gì thì để thầy cứ đi lại cái thất ra chỗ cố gắng tập lên tú nó xong ra đầu kia khắc phục mà phải khắc phục hàng ngày gặp nhau mà thế nào chẳng gặp nhau. Sách ở trên trách nhiệm ấy xem thầy đọc cái gì nên trách nhiệm kia thầy vào thầy lấy sách của thầy thỉnh sách như trước đấy, cái gì chưa đọc thì nên lấy đọc pháp giải thoát đấy. Thì chủ yếu là ăn ngủ độc thân thì đây rồi là thấy quyết tâm rồi, đến đây rồi là quyết tâm rồi, chỗ này là chỗ độc cư trọn vẹn thế đấy à? Yeah. Thì mình phải quyết tâm chứ, bởi vì mình quyết tâm thì đến đây thì cũng đó, lòng quyết tâm của mình phải cao lên. Vì võ không tu thì cũng mình đi tu đến nơi đến chốn. Có khi nó có cái tâm được nó lười dạng, nó không được mang được võ. Nạt nó, mà điều phục được nó. Không nạt nó thì nó cứ lười chạc thì nó có khiến nó đau ốm đấy, nó khiến nó cái ngủ ấm khiến nó như vậy. Nên tưởng nó thích nhàn không vượt lên được, tưởng nó thích đủ thứ mà. Nên khi mình khi nó mà có chứ ốm chặt thì con này cấm cho, mà không ổn thì hãy vượt lười 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 thì nhổ nó đi, nó làm hại thân mình thôi đấy. Ngủ ấm nó khiến nó cho mình như vậy, nó có cho ra được không? Nguyên bản của nó là cái lấy ư, như là như vậy á. Giờ đây không có nấu cơm như cái thầy ở trên núi đâu. Nếu trên này nấu cơm thì đi được các đồ, ở đây không nấu cơm được, bởi vì ở đây là cái giới luật nó nghiêm hơn nhà. Thì mình giải thoát được. Chứ không nghiêm thì làm sao mà giải thoát được. Không, cái Phật ông bảo có dạy nấu cơm ở thất đâu, mà nấu đoàn đâu, những tu sĩ về đi thất và nấu cơm thì làm sao có giải thoát được. Thích ăn món nào món kia không giải thoát được. Khi nào mà thích ăn đi cả thì cả con không nhận được, bởi vì ở đây nó cả nó cái giới luật đó. Ông thầy nó ăn một bữa rồi thầy cũng nhàn chán thức ăn rồi, nhưng cơ bản bây giờ tập cái hạnh giữa từ cái sư đại thừa và tụng kinh nhỏ mõ ấy thầy tùy mấy năm đấy, thì bây giờ đây nó khó khăn nó chưa qua đấy, thì quen đi như cả đó mà quên, nhưng mà cơ bản thì quyết tâm thôi, quyết tâm này thầy vợ thì cứ nhắc nó mày biết pháp giải thoát thì mày phải lên đây, mày đã nên tu viện chân như rồi mày thỉnh pháp rồi mày còn bỏ đi vậy thì làm sao được, thì nó quen đi thầy. cứ nhắc tâm ấy, vượt lên đi, đứng lên đi. Con đi có ngày đi giao lưu người ta mời đi trai tăng đi tiếp thì các tư xa thiền viện xuống tận như kia 15-16 cây đi thầy, đi về mà đi chân đất đi thầy, nắng nồi vẫn phải đi, phải cố gắng lên. Cái gì đâu khi tập có cái gì là huynh đệ sách tấn với nhau ấy. Quen đầu tư rồi mấy năm rồi, nhưng mà thầy thì bị ở bên mấy đạo phát triển khó lắm.